One Piece chap 1035 có gì hot? Queen đo ván giữa sân khấu, sắp vĩnh biệt cụ kinh. Hello 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Top Manga. Hôm nay thay vì theo dõi video spoiler One Piece chap 1035, thì anh em lại phải xem tạm bài chém gió, dự đoán chương mới của mình. Lý do rất đơn giản, vẫn như mọi lần, thì cứ đúng vào khúc cao trào thì Oda lại break chuyện một tuần. Càng về cuối game, thì Oda buff càng mạnh tay cho bộ bao quái vật bằng mũ rơm, tới mức mà không còn ai nhận ra anh ba nhân tố Yellow S ngày nào. Sanji bây giờ có thể ví như Fred đại đế. Nếu như cách để unlock Fred là sa thải Ole, thì cách unlock Sanji là bộ Red Sui. Giờ tuy nó đã không còn, nhưng mà bộ giáp hắc tàng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đó là mở khóa sức mạnh của anh ba. Sau rất nhiều màn câu giờ chuyển cảnh, đánh lái của Oda, cuối cùng chúng ta cũng chờ được đến cái ngày mà hai Okaban mạnh nhất phải lên bảng đêm số. Ở chapter 1034 ra mắt tuần trước, Sanji đã thể hiện sức mạnh mới cực kỳ đáng sợ, đánh cho hải tặc sao chép, Katake Kakakuin không kịp trở tay thay quần áo. Với tốc độ siêu phàm, tới mức tưởng như tàng hình, tất cả những gì người khác nhìn thấy chỉ là một vệt sáng màu vàng từ mái tóc, đôi chân rực lửa của anh, kèm theo một cú đá khiến Queen bay mất hình. Kể từ đó người ta đặt cho anh cái tên tiêu chớp vàng của làng hải tặc. Hải tặc sao chép liệu đã bị tia chớp vàng của băng mũ rơm đánh bại hay chưa? Bên cạnh đó một đồng đội khác cũng rất được chờ đợi của anh là Zoro, hiện đang bước vào giai đoạn cam go nhất trong trận chiến với kinh hỏa hoạn. Kết thúc của nó sẽ thế nào? Và sau đây sẽ là nhận định của Tomanga. 1. Queen phơi xác giữa sảnh ca nhạc Trong ba mũ rơm chúng ta thường biết tới Zoro là người tập luyện chăm chỉ nhất, chăm hơn cả Luffy. Thậm chí nếu mình không nhớ nhầm thì Sanji còn chưa được vẽ cảnh tập luyện bao giờ, trừ lần điểm mặt cả băng tại những nơi họ được Kuma gửi đến. Chính vì thế Sanji luôn khiến người ta hoài nghi về sức mạnh của anh. Nhưng mà ở chapter 1034 mới nhất, anh đã nói một câu rất quan trọng. Cộng thêm hạ kỳ vũ trang mình đang tập luyện, chân mình giờ có thể chịu được ngọn lửa lớn hơn. Thì ra anh tôi cũng nghĩ đến việc nâng cấp sức mạnh, anh muốn dùng ngọn lửa lớn hơn, tăng thêm sát thương cho các cú đá. Nhưng mà cơ thể của anh thì không chịu được, nên Saji so đã luyện tập thêm hạ kỳ vũ trang để bảo vệ đôi chân khỏi sức nóng của lửa. Nhưng mà có lẽ thời gian quá ít và không ai huấn luyện, nên là hạ kỳ vũ trang của rổ không bằng được Zoro. Trước khi bộ trang thức tỉnh, anh ba không tung ra tuyệt kỹ mới vì chân của anh chưa thể chịu được nhiệt. Sau khi nổi cơn thịnh nộ, bởi Queen Anok bắt mình đồ vỏ, Sanji đã đem hết những gì được xem là của nhà chồng được ra để dạy dỗ hắn, gồm siêu sức mạnh, siêu tốc độ, khung xương ngoài, hạ kỳ vũ trang. Sanji kết hợp tất cả lại với nhau, cường hóa cơ thể lên cấp độ mới, khiến cho Diablo Chambo cũng lên được đẳng cấp khác, Ifrit Chambo. Lý giải cho việc này là nhờ sự cường hóa cơ thể mà anh có thể tạo ra ngọn lửa lớn hơn, mạnh hơn. Điều này thì cũng hợp lý, khi mà hai năm trước, thể chất của anh khi đó không thể chịu được. Nếu sử dụng Diablo Chambo quá nhiều, liên tục sử dụng nó thì chân của Sanji sẽ gãy và với sự cường hóa hiện tại, Sanji có thể có được ngọn lửa ở nhiệt độ lớn hơn, tốc độ lẫn sức hủy diệt đều khác biệt. Về tên gọi của chiêu thức mới thì phải bắt đầu từ quốc tịch của Sanji ngoài đời thực. Oda tiết lộ anh là một quý ông người Pháp. Chân quỷ, Chambo là chân, Diablo là quỷ. Giờ thay chữ Ifrit vào cũng mang ý nghĩa tương tự, vì Ifrit trong thần thoại Ả Rập cũng là tên một loài quỷ. Thông tin cơ bản về nó như sau. Một loài quỷ đến từ địa ngục, nổi tiếng với sức mạnh và sự xảo quyệt, độc áp và tàn nhẫn. Ifrit có hình dạng rất kỳ quái, với đôi cánh lớn cùng diện mạo gớm ghiếc, đến mức gây kinh hoàng cho con người. Qua cách mô tả cổ xưa thì Ifrit đôi khi có thêm sừng hoặc răng nanh. Trong khi đó nhiều mô tả khác lại đề cập đến việc Ifrit có khả năng xuất hiện dưới bất kỳ hình dạng nào mà chúng muốn, bất kể là người hay là vật. Đặc biệt nếu ở trong hình người thì Ifrit thường lựa chọn hình dạng như bị lửa thiêu rụi. Và sau khi nạp lần đầu, Saji đã sáng tạo ra tuyệt kỵ mới bằng tên của một con quỷ gắn liền với hình ảnh của lửa. Và thế là ta đã có Ifrit Jumbo chân của Ifrit. Giờ thì Luffy sẽ có đôi cánh của Ashura, ác thần bên phải, và Ifrit, ác quỷ bên trái. Thực sự là một đôi cánh không thể chê vào đâu được. Và cánh trái của vua hải tặc vừa có một màn thể hiện không thể ấn tượng hơn khi anh đánh cho Queen không có cửa bật. Những lập luận dạng như Okaban làm sao bị hạ dễ như thế được, hay là Queen có cơ thể máy móc, cộng thêm doan cổ đại, kiểu gì thì cũng trụ được. Nhưng mà không thể bỏ qua sự thật rằng Oda lấy tên của hai đấu thủ làm tiêu đề, thì y như rằng ở trận đấu đó sẽ kết thúc xa hơn có Chap 996, Hải tặc Luffy và Tư lệnh ngò Katakuri, hay là ở Asuano có 3 trận đấu liền giữa Franky và Sasaki, Chibe và Huso, Robin và Black Maria. Sasaki và queen không phải ngoại lệ. Anh ba đã phát hiện ra hắn xuống sức nghiêm trọng, ngay cả vũ khí bí mật cuối cùng cũng đã lôi ra dùng. Vai diễn của queen đã kết thúc, hắn chuẩn bị nhận KC, ra ngồi ăn cơm hộp chung với trách. Vấn đề là nếu queen bị hại trên tầng 3, thế thì lại tầm thường quá. Ngoại trừ Gaisha tên Osome, chẳng ai chứng kiến thất bại của Okaman số 2 cũng như chiến công của Sanji. Cú sút của Sanji ở trang 1031 đã làm Queen bay xuyên qua một dãy mấy căn phòng. Thì hiện tại Queen vừa yếu đi, anh ba lại đá mạnh hơn. Chắc chắn là máy móc bên trong của hắn cũng hỏng hết và bay đi xa hơn. Cụ thể thì mình nghĩ Sanji sẽ đá Queen từ phường sung sướng, xuyên qua hành lang rồi rời giữa sảnh cả mối nhạc. Hai sinh hài mê gái đánh nhau ở khu vực kỹ viện. Oda đã rất thâm thúy trong việc set up và để thâm ơn thì nghệ sĩ nhân dân kiêm MC chủ trì bữa tiệc sẽ nằm phơi xác giữa sân khấu. Còn Sanji sẽ nhận được lời cảm ơn và xin lỗi tới từ cô Geisha đã hiểu lầm anh. Chắc là anh ba phải vui sướng lắm vì anh không có đánh phụ nữ. Anh vẫn mê gái, vẫn giữ được cảm xúc. Mình nghĩ là Sanji sẽ là người bảo vệ, hộ tống các Geisha đó tới nơi an toàn. Biết đâu đây là cơ hội cho anh tôi kiếm được một dàn harem. Lại nói thêm một chút về chiến công của Sanji. Trong trường 1034, Queen đã tung ra những năng lực của anh em nhà Vismoc. Những tinh hoa cả đời của chất. Chính là bằng chứng cho thấy hắn cực kỳ nghiêm túc khi đối đầu với Sanji và nó còn mang ý nghĩa lớn cho việc phát triển nhân vật của Sanji. Từ đầu trận chiến, quy đã liên tục cà khịa và nhắc mãi về cái gia đình của anh. Từ những người anh em và cả người cha luôn ruồng bỏ anh. Hắn liên tục so sánh mình với chất, tự coi mình là kẻ giỏi hơn. Không chỉ với về smoke chất mà còn tự cao cho rằng mình siêu việt hơn cả về gặp hằng. Và hắn không chỉ biết về những sáng tạo của chất mà còn sao chép nó, biến chúng thành sức mạnh của bản thân. Nói cách khác, Sanji lúc này không chỉ đối đầu với một trong tam tai của Kaido, mà còn đối đầu với những người anh em của mình và cả năng lực mà anh sở hữu, hắc ẩn. Với Queen, thẻ luôn muốn thắng Church trên mọi phương diện. Với Church, người luôn coi Sanji là một thất bại. Sanji vô tình bị kéo vào ân oán của hai người mình rất ghét. Với việc đánh bại được Queen, anh sẽ khiến hắn cay đắng nhận ra rằng mình đã thua Church, người đã sinh ra và tạo ra sức mạnh của Sanji. Còn với Sanji, sau khi đánh bại Queen, khi hắn đã dùng đến những năng lực của các anh em mình, anh cũng đã chứng minh rằng mình không phải là một thất bại, mà là một siêu chấn binh mạnh mẽ có đủ cung bậc cảm xúc. Một sản phẩm đột biến trên hoàn hảo, vượt qua cả những tinh hoa của Church. Thần xác cha mẹ cho, sức mạnh được người cha cấy vào, nhưng mà tình thương và sự hy sinh của mẹ cũng như sự dạy dỗ của Jeff đỏ đã tạo nên sao của ngày hôm nay. 2. Xin vĩnh biệt cụ kinh Cả khiệm, lôi gia đình người khác ra nói, đụng vào nỗi đau người ta không muốn nhắc tới, đã là tội không thể tha, lại đánh phụ nữ trước mặt sang gì, xong giá họa cho anh, lại càng đáng chết hơn nữa. Cụ Queen đã đi chân lạnh toát, chỉ còn lại mỗi cụ kinh. Vừa đem danh dự kiếm sĩ ra cả khịa Zoro, cụ Queen đi trước đợi cụ kinh. Ở trong 1035 tới đây, dự là sẽ có cảnh báo bọn lính nháo nhác gọi nhau, phát một thông báo tới toàn bộ lâu đài rằng ngài Queen đã bị đánh bại. Điều đó sẽ làm tụt nhuệ khí của băng bách thú. Ngược lại, sẽ giúp phe ta càng đánh càng hăng. Các samurai đang phong tỏa mọi lối ra, Băng bách thú liều chết chiến đấu vì chúng vẫn còn tứ hoàng và hai Okaban. Nhưng mà khi nghe tin Queen bị hạ, bảo đảm sẽ không có ít binh lính buông vũ khí đầu hàng và nó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của kinh hỏa hoạn khi nghe tin cây hài của băng bị đánh bại lúc này mọi gánh nặng sẽ dồn lên vai của hắn bởi trách đã thua trận queen thì lại thua nốt kinh thì bắt buộc phải chiến thắng chỉ có giết chết được zoro rồi đi tìm kẻ đã hạ queen xử nốt sang gì sau đó lãnh đạo quân lính kháng địch mới giúp băng bách thú tránh khỏi thất bại và nó sẽ khiến kinh hóa trao sử dụng một trăm sức mạnh để chiến đấu với zoro từ đầu trận tới giờ thì hắn vẫn chơi bị thương lấy một lần và chủ yếu cầu máu Zoro. Khi mà rỉa máu chán chê thì thỉnh thoảng kinh mới ập vào cận chiến. Điều đó gây ra khó khăn không ít cho rổ. Nhưng mà khi đã rơi vào lâu đài, không gian chật hẹp không cho phép kinh hóa thành tập Danodon. Hắn chỉ có thể sử dụng dạng người hoặc dạng lai. Và chắc chắn chúng ta sẽ biết tới tập Lunarian cũng như năng lực của kinh nhiều hơn. Bởi như đã nói thì kinh sẽ phải bùng hết sức làm sao để hạ được Zoro nhanh nhất có thể. Còn về phía Zoro, tin thắng trận của Sanji cũng sẽ giúp anh tăng công lực khá nhiều. Hay nói đúng hơn là động lực giành chiến thắng. Bởi Sanji và Zoro luôn ganh đua nhau từng ly từng tí. Sanji đã thắng, Zoro càng muốn thắng nhanh hơn. Mà lúc trước Sanji còn nhờ Zoro giết anh nữa. Có lẽ Zoro sẽ lầm bẩm. Thằng đầu bếp ngu ngốc đó đã thắng. Sau tên này, mày sẽ là mục tiêu tiếp theo. Hiện tại anh đã biết được cách sử dụng hạ kỳ bá vương cấp cao. Mình tin là Zoro sẽ sớm giành được chiến thắng. Nếu chấp tới có tiêu đề Zoro Viking thì lại vĩnh biệt thêm một cụ nữa bằng cách cho Enma hấp thụ Haki thoải mái, Zoro sẽ tung một nhát chém cực mạnh xuyên qua lớp giáp bảo vệ của kinh. Thậm chí nếu anh sử dụng quỷ kiếm Asura có thêm Haki bảo vương hỗ trợ thì uy lực của nhát chém sẽ phải tương đương Odin chém Kaido. Hiển nhiên kinh không thể nào đỡ được. Theo mình dự đoán kết cục trận chiến này sẽ khá giống trận giữa Zoro và Mr. One. Đó là Zoro sẽ giành chiến thắng với một chiêu kiếm duy nhất từ đầu đến cuối không gây ra vết xước nào cho đối thủ nhưng mà khi hóa trao thì anh one hit mày luôn. 3 một số diễn biến khác. Trong trường trước, ta thấy được sơ qua tình hình chung của đảo quỷ Onigashima cũng như là kinh thành Hana, cụ thể là cảnh Momo nắm lấy mây lửa của Kaido tạo ra rồi kéo hòn đảo ngược trở lại, không cho nó tiếp cận thủ đô Hoa. Tới chương 1035 tiếp theo, minh đoán Oda sẽ cho chúng ta thấy các diễn biến cụ thể hơn trong lâu đài, đó là tình hình cặp đấu giữa Raizo và Fukurokizu, trận chiến bên phía Apple với CPO nhóm Yamato với con yêu quái Kazenbo và hành tung của Mako và Izo. Có thể Oda sẽ lướt qua một trong số các khu vực trên bởi thời lượng chủ yếu đã dành cho trận solo giữa King và Zoro. Như các dự đoán trước đó của mình thì Hiyori sẽ tìm cách dụ Orochi đến gần và giết hắn ta. Nhưng mà Orochi có thể sẽ phát hiện ra rồi bắt ngược lại Hiyori. Sau đó có người xuất hiện và giải cứu cô để cô tự tay kết liễu Orochi. Tuy nhiên cá nhân mình lại muốn thấy Momonosuke cùng em gái mình kết hợp tiêu diệt tên tội đồ của Wano Quốc, trả thù cho cha mẹ, và nó sẽ chỉ xảy ra sau khi vấn đề đảo quỷ được giải quyết. Và đó là tất cả nhận định của mình về chapter 1035 kế tiếp. Cảm ơn anh em đã xem hết video, và nếu anh em thấy hay, hãy dành tặng một like cùng với một đăng ký kênh để ủng hộ cho Tơ Mà Gà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!